Mi nha. Của Mi nha. Ờ, để phần cho Mi nha. Đây, của con ở đây thôi. Đây là của Mi. Ăn xong rồi tao uống thuốc này. Chào cu cu. Mimi đâu? Mi đâu rồi? Mi đâu rồi? Mi đâu? Mi đâu? Mi đâu? À, Mi ra ngoài kia rồi à? À, để mẹ xem nó xem Mi đâu rồi. Nó xem Mi đâu rồi. Mi đi chơi đâu rồi? Mi ơi! Không ở nhà. Lại đi chơi với. Không ở nhà cứ cu mà lại đi chơi rồi à? Mi ơi! Không ở nhà chăm cô là đi chơi ở đâu rồi? Mi Hương thế nhỉ? Mi Hương chơi nhà, Mi Hương chơi nhà. Này, cho cô này, cho cô này. Này, cho cô ăn trước. Mi không ở nhà thì thế, mẹ sẽ phần lại cho Mi một ít nha. Đó, phần lại cho Mi. Đây, còn phần này của cô. Để phần cho Mi nha. Đây, của con ở đây thôi. Đây là của Mi. Ăn xong rồi tao uống thuốc này. Nghe cái bụng bàn tay đúng không? Khoan nhỉ? Cái bụng bàn tay đúng không? Đỡ rồi này. Nó vẫn còn to nhưng mà đỡ rồi này. Ăn đi con ăn. Ăn đi.
này của Mi nhé. Mimi nhá. Để gọi Mimi lát Mimi về Mimi ăn nhá. Ngồi im ngồi im. Ngồi im ngồi im. Hả? Hôm nay uống nước thuốc rồi này, mọi hôm không muốn uống, không chịu uống.